Xin chào bạn, hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn một cái mẫu nồi cơm mà đúng ra là ai cũng muốn sở hữu luôn các bạn, và ai cũng muốn ngắm luôn, nhưng mà thực tế thì không ai muốn sở hữu cái nồi cơm này cả, tại vì đây là một cái nồi cơm trưng bày nhé các bạn. Đấy, thì chính bản thân mình là người bán mà mình cũng nhầm tưởng, bởi vì chính cái người Nhật ở bên kia người ta cũng nhầm tưởng ấy các bạn. Đấy, thì đây là hàng hàng gần như là người ta ở bên Nhật người ta ghi là hàng gần như chưa sử dụng đấy, không có vết chảy xước hay bụi bẩn đáng chú ý, các bạn nhìn thấy không, còn rất là đẹp luôn, gần như mới luôn nhé các bạn, mẫu Tiger đời 2023 luôn, 2022 luôn, đây là phiên bản kỷ niệm nhé các bạn, rất là xịn luôn. Ở bên Nhật cái mẫu này bán giá gọi là giá chính thống, có thuế đầy đủ trong siêu thị các bạn, thì nó không dưới 30 triệu đâu các bạn. Cơ bản là Việt Nam mình thì giá rất rẻ hơn, bởi vì Việt Nam mình nếu mà nhập số lượng nhiều khoảng 1.000 hay 2.000 cái thì chắc chắn là không có, tại vì đó là những người bán thì thường thường là những người cũng như mình ấy, kiểu săn được những mặt hàng thanh lý cũng như là cái này hoặc là cái hàng mới nguyên thùng mà nó thanh lý các bạn, thì người dùng bên đấy người thanh lý thì nó rẻ hơn đấy, nên mình ở Việt Nam mình thường thường là giá rẻ hơn, chứ còn giá trong siêu thị thì người ta bán trực tiếp, bán chính thống thì cái này không dưới 30 triệu đâu các bạn. Rồi mình vào cho các bạn xem chi tiết này, rất là đẹp luôn. Này các bạn nhìn này, thì gần như là kiểu như là hàng không sử dụng mà. Đấy, rất là đẹp luôn nhé các bạn. Thực tế thì nó không sử dụng được các bạn ạ. Rồi mình bê cho các bạn xem. Rồi, nhiều người hôm vừa rồi mình có nhớ là một shop nào đó họ rao bán thì cái nồi này chính họ cũng không biết luôn các bạn. Tức là mình thì mình khi mở nguồn lên thì mình biết, nhưng mà cái người bán kia thì người ta lại không biết. Thì khách đặt cái nồi này thì khách trả giá, thì có một bạn nào đó bạn vào bạn bình luận là đây là hàng không hàng trưng bày không sử dụng được, thì cái shop đó họ mới nói là sao không sử dụng được đấy, nhưng mà thực tế cái đó không sử dụng được, cái đó cũng y cái này, các bạn nhìn cái chữ này không, chữ demo đấy, tức là như bình thường luôn các bạn. Đây, chọn gạo này đấy, chọn các loại gạo truyền thống của Nhật này đấy, rồi cơm cháy này đấy, đây kiểu như họ là giả lập thôi các bạn, chứ thực tế không chạy được đấy, cơm dẻo này đấy, rồi nấu này vẫn bình thường, chạy bình thường, đếm phút bình thường luôn, nhưng mà quạt ở dưới không quay, nhiệt độ không sinh ra nhiệt độ đấy, cái này giờ là kiểu như để dành lấy son thôi các bạn, chứ không có làm được cái gì, bán thì không được, hoặc là để trưng bày thôi đấy, như mình thì mình để trưng bày thôi, nhưng mà bù lại còn rất là đẹp nhé các bạn. Các bạn mua cái nồi này á, các bạn chú ý về cái vấn đề này nhé các bạn. Đấy, khi mà các bạn mở lên nó có chữ demo ấy, thì các bạn nên bỏ qua, tại vì thực tế thì nhiều người bán ấy, người ta đa phần là người bán người ta biết, nhưng mà những người bán mới thì có thể người ta không biết, thì nãy mình chia sẻ một câu chuyện là cái người bán kia, chính người bán kia người ta không biết luôn đấy các bạn. Đấy, rồi thì qua video này thì bạn nào ưng mẫu nồi nào khác thì liên hệ ủng hộ mình nhá. Đây, các bạn ngắm lại một lần nữa, các bạn nhìn cái viền này này, thường thường là có nấu là sẽ chảy nhé các bạn, cái viền này nó sẽ chảy, cái viền không phải cái viền trên này mà cái viền này các bạn này đấy, nhưng mà cái này nó không có chảy luôn nhé các bạn. Đấy, thì kiểu gần như là mới, mà bên kia họ nói là bên kia họ nói là hàng gần như mới các bạn, tức là không có vết chảy xước bụi bẩn nào đáng chú ý. Đấy, rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé, xin chào các bạn.